Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu trong tháng 12 năm nay sẽ có 50% thủ tục hành chính nội bộ trong phạm vi quản lý. Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng hồ sơ được số hóa, đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Cụ thể, cá nhân tổ chức chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước. Hiện tỉnh cũng đang kiến nghị Văn phòng Chính phủ hướng dẫn trong việc cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, vừa có thời gian giải quyết là ngày và ngày làm việc trên hệ thống một cửa điện tử, đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia để tạo điều kiện giúp địa phương công bố thủ tục hành chính và giải quyết hồ sơ đảm bảo theo thời gian quy định.